Xin giới thiệu với các bạn, đây là cách lấy chứng kiến của anh Hà Chí Thanh. Đây, cho các bạn xem món chứng kiến nó phải lấy nó vất vả như thế nào. Đây, anh Thanh đang là người lấy. Trời ơi, người ta chém miếng nhỏ đấy Thanh ơi, chém từng miếng bé ra. Trước khi lấy chứng kiến này rất hay bị kiến cắn. Mày chém từng miếng bé ra thì mới được. Tôi phải đứng ở đoạn xa để quay, không có nó sang nó cắn tôi. Món chứng kiến, nếu các bác nào ở vùng núi phía Tây Bắc thì sẽ được ăn món bánh chứng kiến. Một món đặc sản mà chỉ vào tháng 3 âm lịch hàng năm thì mới có. Món này được dâng lên vua Hùng ấy. Và rất nhiều kiến, một tổ chỉ được một ít thôi. Rồi cho vào đi, cho vào đi. Chúng tôi đi thì chả chủ động là thấy đấy, thế nên chúng tôi đi gặp thì chúng tôi lấy lá cây ở bên trong rừng và ôi trời ơi, Thanh ơi mày làm thế mà với lại ống nứa để đựng vào đâu. Mày phải chém cái đấy nó dài dài thì mới dễ xúc vào được. Đây, những quả trứng đang rơi ra từ tổ của nó đây. Tôi không hiểu anh Thanh anh làm kiểu gì mà anh làm này không ổn này. Lần này mày cho cẩn thận vào nhé, đừng có cho hỏng hết đấy. Mày để cái chỗ này ngang xuống ở dưới này, tí nó rơi xuống hết mà. Đấy đấy, quét quét từng tí đấy, đấy 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 đấy, khéo vào đấy, quá tuyệt vời luôn.